Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin Việt Nam Daily News xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất ngày hôm nay. Trước khi Do Thái nổ súng, họ rất nhân văn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có bài phát biểu đầy cao thượng sau đây trước Nghị viện Israel, gửi các nhà lãnh đạo, thủ lĩnh và đặc công của Ismail Haniyeh và Hamas: "Chúng tôi, những người dân Israel, nợ các bạn một lòng biết ơn to lớn. Các anh đã thành công ở nơi mà chúng tôi đã thất bại, bởi trong lịch sử của nhà nước Israel hiện đại, chưa bao giờ người Do Thái lại đoàn kết, thống nhất như một người. Tất cả mọi người ở Israel, từ trái sang phải, cả thế tục và tôn giáo, đoàn kết thành một khối, biết rõ ràng không ai chịu nhượng bộ cho một kẻ địch đã thề sẽ diệt chủng dân tộc chúng tôi. Giờ đây, khi các anh tiếp tục phóng những tên lửa giết người một cách bừa bãi nhằm mục đích sát thương và giết chết càng nhiều thường dân càng tốt, nhưng các anh lại hèn nhát trốn đằng sau sân thường của mình. Các anh tiếp tục khích lệ cho chúng tôi kiên trì và kiên định sự đoàn kết của mình, bất kể người Do Thái chúng tôi có những điều tranh chấp gì. Nhưng giờ đây chúng tôi biết rằng chúng tôi có một mục tiêu chung là chúng tôi sẽ đánh bại các anh. Nhưng bây giờ chúng tôi cho các anh một cơ hội cuối cùng. Trong vòng 24 giờ, tất cả các tên lửa, ý tôi là tất cả các tên lửa, cần phải dừng lại toàn bộ cho đến vĩnh viễn. Tôi chính thức thông báo với các anh rằng xe tăng của chúng tôi được tập hợp tại biên giới Gaza và pháo binh cũng như yểm trợ trên không, luôn sẵn sàng đợi lệnh. Chúng tôi đã phát tờ rơi ở vùng phía bắc của dải Gaza để cảnh báo dân thường rằng chúng tôi sắp đến và họ nên sơ tán về phía nam ngay lập tức. Nếu các anh không thể đáp ứng thông điệp cuối cùng của chúng tôi sẽ đến với sự trợ giúp của Thượng Đế. Lần này, chúng tôi sẽ không rời đi. Mỗi cm đất mà chúng tôi chiếm được sẽ được sáp nhập vào Israel để dân thường của chúng tôi không bao giờ bị tấn công nữa. Thường dân của các anh sẽ mất hết nhà cửa. Điều này khiến chúng tôi vô cùng đau xót. Nhưng cuộc chiến này không phải là sự lựa chọn của chúng tôi, đó là sự lựa chọn của các anh. Nếu lựa chọn của chúng tôi là để mặc cho công dân của chúng tôi trở thành mục tiêu không thương tiếc trong cuộc diệt chủng của các anh, hoặc biến thường dân của các anh thành những người tị nạn, thì chúng tôi rất tiếc rằng chúng tôi sẽ phải chọn cách sau. Nếu các anh yêu nhân dân của các anh như các anh ghét chúng tôi, chắc chắn cuộc chiến này sẽ không bao giờ xảy ra.